Sáng nay đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tới thăm kiểm tra làm việc với Đảng bộ chính quyền quân và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, quân và dân huyện đảo Bạch Long Vĩ qua 31 năm xây dựng và phát triển. Vượt lên những khó khăn đặc thù của huyện đảo xa đất liền, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, hướng tới mục tiêu xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc, cùng với làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chính quyền, huyện tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, dịch vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đây là điều kiện tốt để người dân yên tâm lao động, sản xuất, sinh cơ lập nghiệp trên đảng. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đơn vị quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Liên quan đến các kiến nghị của huyện, Bộ trưởng Phan Văn Giang giao cho các đơn vị liên quan giả soát, đề xuất phương án giải quyết, tháo gỡ. Với tinh thần đảo là nhà, biển là quê hương, Bộ trưởng tin tưởng cán bộ, quân và nhân dân huyện đảo luôn chắc tay súng, vững tay trèo, bảo vệ, xây dựng, và phát triển đảo tiền tiêu giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển